Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Bữa giờ thì cái nơi ở của mình rất là thường xuyên xuất hiện những cái con rắn độc luôn. Như vậy thì không tốt tí nào. Nhỡ đâu nó đột nhập vô rồi nó cắn lén những cái nhóc rồng tí hon của mình là xong luôn á. Cũng như là mấy cái người bạn rồng mới nè. Thế nên là bữa nay mình sẽ tìm một cái giải pháp an toàn. Đó chính là tuyển thêm vài cái anh golem để bảo vệ cho cái khu vực này. Trong cái rương của mình thì hình như mình còn nhiều khoáng sản lắm. Theo như mình nhớ là cả đống luôn á. Ồ, rất nhiều vàng, ngọc lục bảo, rồi sắt các thứ nè. Hay là bữa nay mình sẽ làm những anh golem bằng những cái loại khoáng sản xịn đi. Thì những cái anh đó sẽ có được sức mạnh tốt hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cần có một ít cái đầu bí ngô trước cái đã. Đây, thật may mắn. Gần nhà mình thì có thể nói là bí ngô bao la luôn. Tha hồ cho mình lấy để sử dụng trong việc triệu hồi golem. Sẽ lấy nhiều nhiều xíu. Rồi, kế tiếp đến là mình cần phải săn thêm mực nữa nè. Càng nhiều càng tốt. Mình sẽ cần thêm một tí lông gà. Ôi trời, sao mình có một cọng lông gà vậy? Chẳng nhẽ mình hết sạch lông gà sao? Đây may quá. Bên đây vẫn còn lông gà cho mình. Cuối cùng là mình cần thêm một tí giấy nữa thôi. Vậy là bây giờ mình đã có gần như là đủ những thứ mà có thể giúp mình chế tạo ra được những cái được gọi là golem spell. Đây, mình làm được tổng cộng là 30 cái lận. Giờ thì có thể ghép cái golem spell này với cái đầu bí ngô. Ồ, nhưng mà mình phải cắt cái mặt của trái bí ngô trước cái đã. Đặt chúng xuống. Rồi, dùng kéo và xử thôi. Rất nhanh chóng thì mình đã có thể làm ra được những cái đầu golem rồi nè. Giờ thì mình sẽ chọn loại khoáng sản để mình tạo ra golem thôi. Mình sẽ ưu tiên một vài anh bằng ngọc lục bảo nè. Một vài anh bằng vàng. Netherite mình không có nhiều thôi, chứ phải mình có nhiều là chắc mình cũng làm golem netherite á. Ồ, kim cương thì sao? Mình cũng có một anh muốn có một anh golem kim cương á. Mình sẽ còn có cỡ 4 khối. Ồ, mình vừa đủ luôn nè. Ok, làm luôn. Rồi, như vậy thì tổng cộng mình sẽ có được một anh golem kim cương đầu tiên ở trung tâm cái chỗ này. Gắn cái golem hết vào. Nó anh này thì có tới tận 100 máu lận đó nha. 110 máu luôn. Wow, nhìn lực điền thiệt sự. Rồi, hỗ trợ cho cái anh này là một anh bằng ngọc lục bảo đi. Hai. Hai anh luôn nhờ. Ngọc lục bảo mình nhiều mà, hai anh luôn đi. Giờ với cái dạng vệ sĩ như vậy thì mấy nhóc rồng yên tâm mà nằm trong đây nghỉ ngơi nha. Rắn nào vô là chỉ cần khều nhẹ một cái thôi. Kiểu gì cũng có thịt rắn ăn cho xem. Rồi phía bên ngoài thì mình cũng cần có golem bảo vệ. Đó, thấy chưa. Rắn nó cứ chạy lông nha lông nhông nguy hiểm cực. Nó chạy không thì không nói đâu. Mà lâu lâu nó ngứa mồm á, rồi nó quay lại nó cắn mình nữa. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Mặc dù cái người bạn rồng mới này hơi quậy đó, nhưng mà cũng cần phải có ai đó bảo vệ nè. Mình sẽ cho một golem ở đây bảo vệ luôn. Còn phía trong nhà mình thì lâu lâu sẽ xuất hiện quái vật ấy. Mà kỵ sĩ rồng thì không có hỗ trợ mình trong việc đó, nên là thôi. Mình sẽ cho golem vàng ở trong nhà. Có nhiệm vụ là dọn dẹp mấy con zombie xuất hiện ngoài ý muốn của mình. Golem vàng thì chỉ có 42 máu rưỡi thôi. Không nhiều lắm nhưng mà cũng ok. Trông khá là đẹp. Bên này cũng có một golem nữa đây. Sắp tới thì cái nơi ở của mình gần như là có những cái anh golem này bảo vệ rồi, nên mình cũng đỡ bận tâm hơn. Giờ thì mình sẽ làm tới công việc cần thiết trong ngày hôm nay nè. Đó chính là mình sẽ chuyển sinh thêm một lần nữa. Từ đầu tới giờ thì chúng ta đã trải nghiệm được cái sức mạnh của một cái nhóc rồng hang động, mà có cái họ hàng gì đó với rồng lửa, với khả năng phun lửa cực mạnh và bơi trong dung nham một cách thoải mái luôn. Thế nhưng mà mình muốn có thêm một cái nguồn sức mạnh mới, kiểu như nó liên quan tới rừng xanh các thứ. Và mình quyết định rồi, bữa nay mình sẽ chuyển sinh thành rồng rừng xanh. Nên là bây giờ mình sẽ cần phải có một cái khối chuyển sinh cái đã. Hôm qua mình lấy cái khối chuyển sinh ban đầu mình chế tạo cái đèn hiệu mất tiêu rồi. Hôm nay phải làm một cái mới. Mình sẽ cần có một cái Elder Dragonborn kết hợp với cục đá. Cục đá này không được. Cục đá này thì mới được nè. Mình đã có được cái khối chuyển sinh rồi. Và với cái khối này bây giờ mình sẽ lựa chọn thành
cùi đi ra. Bây giờ mình sẽ lựa chọn thành rồng rừng xanh ha. Nhưng mà nhược điểm của rồng rừng xanh đó chính là mình sẽ rất là sợ những cái hang động tối tăm. Nên là chắc lúc nào mình cũng phải mang theo cái gì đó để thắp sáng mới được á. Cũng căng á nha. Vì là mình sẽ không được ẩn nấp trong những cái chỗ tối rồi. Đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà sau khi mình chuyển sinh lại thì mình đã không còn cái cánh nữa. Oh no. Hình dạng mới thì mình có rồi nhưng mà bây giờ mình cần cái cánh. My God thiệt. Không. Trời, lại phải ra qua nói chuyện với cái con rồng đó nữa hả? Rồi luôn, mệt mỏi rồi. Mỗi lần nói chuyện với con rồng đó là mệt lắm. Tại vì các bạn cũng biết rồi đó, tính con rồng nó nóng như kem vậy. Ôi, đi về chỗ khác nha. Đi về chỗ khác. Mặc dù mới chuyển sinh nhưng mà sức mạnh mình vẫn còn á nha. Đừng có đùa. Nè nè nè. Một cắn là đi nha. Còn về sức mạnh hơi thở thì sao? Với rồng rừng xanh thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái hơi thở độc nha. Đó. Hơi bị ghê luôn. Hơi thở này thì nó khá là an toàn, không sợ cháy nhà của mình các thứ. Với cả là mình sẽ không có sợ nước giống như là rồng hang động. Khá là thoải mái luôn. Ngoài ra thì cái đòn đánh tầm xa của mình bây giờ cũng đã là một đòn đánh mới rồi. Để coi coi mình sẽ test trên con nào ta. Đây, chẳng hạn bên này mình thấy có con Reaper nè. Đấy, đòn đánh tầm xa của mình bây giờ là bắn ra một cái răng nanh. Cái skill này thì nó... Đấy, nó hồi cũng khá là nhanh thôi nè. Ồ, không phải là răng nanh đâu. Cái này như dạng một cái phi tiêu vậy á. Rất là ghê nha. Không cần phải mất nhiều thời gian vận sức nữa. Một lần như vậy thì nó sẽ tiêu tốn hai cái năng lượng rồng của mình á. Nhưng mà không sao, đánh đổi lại thì mình sẽ có một kỹ năng cấu rỉa tầm xa hơi bị tốt luôn. Còn về kỹ năng phụ thì mình sẽ sở hữu một cái kỹ năng được gọi là tăng tốc độ đào. Đây, mình sẽ kích hoạt lên thử nè. Mình thấy nó có hiệu ứng cây cúp nên mình tin chắc nó là tăng tốc độ đào luôn. Rồi, nó sẽ cho mình hiệu ứng đào nhanh cấp độ 3 lần. Wow, hiệu ứng này rất là tốt khi chiến đấu luôn. Vì nó sẽ giúp cho cái đòn đánh của mình hồi nhanh hơn nữa. Bình thường thì đòn đánh mình khá là chậm luôn á. Nhưng mà bây giờ thì các bạn cũng thấy sự khác biệt rõ rệt rồi. Từ rài thì khả năng chiến đấu của mình cũng sẽ tăng lên rồi đó. Quá là đã. Ủa gì đấy? Cái gì ai mới rung chuông cái beng vậy? What? Ủa? Sao mình mới nghe tiếng rung chuông ta? Ai rung chuông vậy? Ôi, nhưng mà có một vấn đề mới. Là bây giờ cái cửa này mình không mở được. Trời. Tại lúc trước mình là rồng hang động ấy nên mình mở được. Còn bây giờ mình là rồng rừng xanh rồi. Nên là mình phải làm một cái cửa mới thôi. Làm rồng mới có nhiều thứ mới phải sửa quá. Đã vậy bây giờ mình còn không được ăn thức ăn của rồng cũ nữa. Mình ăn có chút xíu thôi mà mình bị ngộ độc thực phẩm rồi. Ây da. Lỡ tay cắn có vài miếng miếng thịt khét thôi mà vậy đó. Khó thiệt chứ. Rồi. Cái cửa lại. Đây là cái cửa mới nè. Khá là đẹp ấy chứ. Nó giống như là một cái bông hoa ở giữa cửa vậy. Đã nha. Rồi nhưng mà bây giờ thì mình cần phải đi nấu thịt ăn thôi. Chứ mình ăn thịt khét hoài là không ổn đâu. Wow, và còn về tuyệt chiêu cuối của mình á. Thì đây là một cái kỹ năng búp nha. Mình sẽ rơi vào trạng thái thợ săn. Cho phép mình trở nên tàn hình ở trên cỏ. Chạy nhanh hơn. Và cái đòn đánh đầu tiên của mình sẽ gấp 3 lần sát thương. Wow. Nhưng mà không thể dùng khi lúc mình bay nè. Hoặc là sau khi mình bị nhận sát thương. Ui ăn lẹ. Ui trời. Tí xíu nữa mới thành rồng rừng xanh thôi là đã ngẫm củ tỏi gì chết đói rồi đó. Ê, khoan. Ê, quên. Hình như mình ăn thịt chín mình cũng bị ngộ độc thực phẩm. Vậy là phải ăn thịt tươi rồi. Ây, chu choa mà ơi. Lấy thịt ra. Đây. Ăn thịt tươi. Đó, ăn thịt tươi thì mình sẽ không còn bị ngộ độc thực phẩm nữa nè. Nó sẽ trái ngược hoàn toàn với những cái giống rồng khác. Ây da. Bất ổn vậy ta. Ngày đầu tiên làm rồng rừng xanh mà. Quá trời chuyện bất ổn xảy ra rồi. Mấy cái thịt chín này mình sẽ cất vô trong đi. Không, giờ không ăn tới nó nữa đâu.
Vậy khỏe, mình săn xong á là mình sẽ quất luôn ha, mình đỡ phải chế biến gì hết. Tính ra cũng tiện. Rồi bây giờ thì chắc mình phải chạy qua cái thế giới kết thúc thêm một lần nữa cái đó, để mình kiểu như là lấy lại cái đôi cánh rồng. Đây, mình sẽ cưỡi người bạn nào ta? À, để coi coi, mình có tới hai người bạn Amphidea rồi. Ok, hôm qua mọi người bạn này đã khá là lì rồi, nên là hôm nay mình sẽ cho người bạn này chuộc tội đi, bằng cách là leo lên cho mình cưỡi, bay tới cái chỗ stronghold cho nó nhanh. Chứ giờ mình không có cánh á, đi bộ lâu lắm. Cảm giác ngồi lên lưng của bạn mới cũng tuyệt vời lắm á. Bây giờ mấy cái chỗ này là gần như quá là chật với mình luôn rồi. Mình đi vô mình phải đập tường các thứ mới chui vô lọt. Bự quá cũng khổ. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy qua đây thêm một lần nữa. Rồi sau đó trả lời con rồng cái coi. Lần này là mình trả lời lẹ để còn đi về nè. Yes, mình chỉ cần trả lời yes là được. Đó, sau khi mình trả lời yes thì mình đã có lại cái đôi cánh rồi. Ồ, thì cú mèo. Và xem coi đôi cánh rồng rừng xanh của mình sẽ trông như thế nào đây. Ồ, nó không có được ngầu giống như là rồng hang động của mình nha. Kỹ năng lả lướt thì cũng vẫn vậy ha. Ok. Ủa gì đấy? Ủa nhưng mà mình bị đói à. Mau đói quá. Mình làm rồng rừng xanh sao mình đói liên tục vậy ta? Để mình bay lên mình cà khịa con rồng Ender này cái đó. Nó đáp xuống. Nó đáp xuống hả? Giờ mình đã tự tin để chặt nó rồi. Chặt nó. Để mình bóp tốc độ đánh mới được. Rồi, sau đó mình sẽ cho nó nếm mùi sức mạnh của rồng rừng xanh ha. Đón nhận nè. Này thì rồng Ender. Chặt nó nè. Bây giờ mình nó cắn đâu vậy? Trời ơi. Nó cắn hơi bị đau luôn. Nhưng mà mình chặt cũng đau lắm. Coi kìa, mình đánh liên hoàn nó luôn nữa. Này thì rồng Ender. Này thì rồng Ender nè. Wow. Công nhận làm rồng rừng xanh sau khi tăng tốc độ đánh á, thì mình thấy mình gây được nhiều sát thương hơn hẳn luôn. Kiểu như trong thời gian ngắn mà mình đánh được nhiều hit hơn á. Đã thiệt. Nhưng mà đó chỉ là tập luyện thôi, tại vì mình không thể giết rồng Ender đâu. Vì sau khi giết thì sẽ không còn rồng Ender để cho mình lấy lại đôi cánh á. Thế nên là thôi, giờ mình sẽ bay lại chỗ Waystone để mình về nhà nè. Trên đường trở về thì mình phát hiện ở đây có con zombie đột biến nè. À, tới số người rồi. Đợi mình xíu, mình dẫn sức để mình tăng tốc độ đánh trước đã. Để mình nhào vô mình đánh 500 hiệp với nó luôn. Xong. Ừ, mình sẽ thử dùng cái skill cuối của mình coi. Cái skill có hiệu ứng thợ săn nè. Để xem nè. Đâu, mình có tàng hình đâu. Tới khúc tàng hình chưa? Ủa? À, hình như mình mới bị bắn trúng cái là mình mất hiệu ứng luôn rồi. Hình như vậy á. Ồ, đằng kia con zombie đột biến nó đang quẩy kìa. Để coi nó có trúng độc không. Nó có trúng độc nha. Ê, nó tức giận. Nhưng mà kệ, người ta cứ phun độc vô người tiếp. Đó, nó đang nhận độc của mình khá là nhiều rồi đó. Ê, mình bắn phi tiêu hụt rồi. Lại nào. Ui, nó miễn nhiễm với mấy cái phi tiêu của mình. Này thì zombie đột biến nè. Chà, cái độc của mình mạnh phết. Nó hết có một xíu thôi mà nó mất gần hết máu luôn rồi. Phóng độc ngươi nè. Chặt liên quan. Chuyện này là con zombie có vẻ là không ổn với mình rồi đó. Các ngươi chúng độc hết đi. Cả đám bọn chúng đang bị chúng độc của mình cơ. Ui, nhưng mà con zombie đột biến này nó khá là lì nha. Mặc dù chúng độc cực mạnh của mình nhưng mà nó vẫn cố chấp để chiến đấu. Rồi, lần này chắc là nó sẽ gục luôn á. Ô, vẫn chưa chịu thua à? Sao lì vậy? À đây rồi, giờ nó mới chịu thua nè. Gặp con zombie đúng lì luôn. Và nó cho mình một cái cây búa. Bây giờ mình phải test lại cái kỹ năng thợ săn của mình mới được, kỹ năng cuối cùng của mình nè. Để xem. Sau khi kích hoạt thì mình sẽ có được cái hiệu ứng được gọi là Hunter 2 nè. Mình sẽ có thể tàng hình khi mà đứng trên cỏ.
Ủa thiệt? Đâu rồi? Nè nè nè. Ồ, khi mình chạy là mình sẽ trở nên vô hình nhá. Đúng kiểu thợ săn luôn. Và đòn đánh tiếp theo của mình sẽ gấp gấp 3 lần sát thương á. Chưa chưa, để mình tìm mục tiêu cái đó. Con rồng, hồi nãy mình thấy bên đây có con rồng. Chạy lẹ lại, đây đây đây, đây có con rồng băng kìa. Bữa nay mình sẽ đi săn rồng băng. Wow. Thử nào. Nhảy qua đây. Bay qua luôn. Từ 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 từ. Có vẻ nó chưa thấy mình, nó chưa thấy mình. Tranh thủ lúc này. Mình sẽ đánh vào móng nó. Ê, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Không biết là khi nãy mình có thành công gây ra cái đòn đánh gấp 3 sát thương chưa nữa. Nhưng mà bây giờ cứ đánh trước đi tính sao. Mình sẽ phun độc vô con rồng này. Ui, rồng băng miễn nhiễm với độc. Ấy. Nhưng mà nó sẽ không thể miễn nhiễm với những cái nhát đánh của mình đâu. Ui, nó khó chịu quá. Mình sắp làm được rồi. Phóng phi tiêu luôn nè. Ngẫm chưa? Ngẫm chưa? Ấy, một hit nữa. Yes. Xong rồi. Và con rồng lần này còn cho mình một trái tim nữa. Ăn luôn chứ chần chờ gì. Ê ê ê, cái gì đây? Gì đây? Ok, thân thiện nha. Không có cà khịa đâu nha. Sau khi bị đánh gục thì con rồng này nó dính gốc lắc hay sao rồi? Nó cà giật cơ. À, nhưng mà mình vẫn có thể lấy vẫy nó bình thường. Ok. Thế nhưng thì không được nhiều cho lắm. Chỉ có được 15 vẫy thôi. Mình muốn test lại cái kỹ năng thợ săn này lắm luôn ấy. Để mình thử lại một lần nữa. Đây, kích hoạt nó lên. Rồi, bây giờ mình có thể tàng hình khi mà di chuyển trên cỏ rồi đó. Và xem coi đòn đánh gấp 3 sát thương sẽ trông như thế nào đây. Thử nào. Ui. Trời ơi, đạp trúng cái bông có độc à. Cái nhược điểm của cái kỹ năng này là khi mình dính sát thương từ bất kỳ cái nguồn nào là cái hiệu ứng đó sẽ bị mất đi liền luôn. Nên là mình phải thật là thận trọng. Lại nè. Kỹ năng thợ săn và một hit một. Ồ, chính xác. Mạnh nha, mạnh nha. Nếu mà mình thuần phục cái kỹ năng này á, thì sắp tới mình có thể đánh boss hay là đánh những cái con quái khủng một cách dễ dàng hơn vì cái khả năng x3 sát thương của nó. Ủa? Ô khoan. Ui, sao con xương kia nó có nón của chiến binh giáp sắt vậy? Ô, mình nhớ nón đó là của chiến binh giáp sắt mà. Được, mình sẽ dành cái nón đó lại từ tay con xương này. Thở sáng, rồng thở sáng đó. Đưa cái nón ra. Ui, nó không rơi ra cái nón. Ui, tiếc vậy. Thôi, chắc mình về nhà thôi. Hồi nãy giờ đi test sức mạnh các thứ rồi. Ờ, nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy nó xuất hiện cái thanh kiểu như là sợ bóng tối ta. Lạ thiệt, tại vì nhược điểm của rồng rừng xanh chỉ là bóng tối thôi. Chắc mình phải nghiên cứu về cái nhược điểm này luôn á. Để sắp tới mình đi khám phá mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Nè, ở đây có hang động nè, mình sẽ chui vô hang thử. Ồ, đó đó đó. Ở phía trên thanh thức ăn của mình sẽ có một cái thanh ánh sáng và nó đang giảm từ từ khi mà mình vô hang ấy. Nè, mình bị dính hiệu ứng gì rồi kìa. Căng thẳng, stress. Đó, khi mình xuống hang thôi là mình sẽ bị stress liền. Ồ, cái này nó sẽ làm giảm sức mạnh của mình đi đấy. Đằng kia là... Ôi, mình phát hiện ra ở cái cánh rừng này có... Có rồng. Rồng mới này. Đây là rồng thanh long. Nhìn phát là biết luôn. Cái màu của trái thanh long kìa. Đã nha. Ở đây nguyên một đàn luôn này. Ui, bữa nay mình tìm được bạn mới rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình không có thức ăn yêu thích của... những cái người bạn rồng mới này, nên là chắc phải về nhà để lấy thôi. Trước mắt là mình cần phải có táo, quả mông ngọt hoặc là lúa mì á. Một trong ba thứ đó. Ok, sẵn đường về nhà mình lấy rồi mình quay lại đây sao luôn cũng được. Đây đây, đầu tiên chắc mình sẽ lấy lúa mì trước đi. Lúa mì nhà mình có nhiều nè. Hai mớ. Tiếp theo là táo. Để coi coi. Không biết lần trước mình có nhặt táo về không nữa. Ồ, có 7 trái luôn. Còn quả mông ngọt thì mình không có nhiều á. Nên là thôi chắc không mang cũng được. Tới nơi. Đâu ta? Hồi nãy mình mới thấy nguyên đàn đây rồi. À đây, bên đây. Rồi. Ui, mà rồng thanh long nhát lắm.
mình lại gần là chạy tán loạn hết rồi nè. Có vẻ do mình là một loài rồng khác ấy nên là rồng rất là sợ luôn nè. Yêu sao lại xa lánh mình như vậy nhờ, buồn thế. Mình mang thức ăn lại đó mà gì, ăn đi, chịu ăn không? Ây da, ây da. Ui không ăn lúa à? Ơ ây ây ây, cái cây này ây, đâu ra cái cây ăn thịt người này vậy? Mình sẽ thiêu rụi cái cây này luôn. Này thì cái cây ăn thịt người nè. Để bây giờ mình đào một cái hố bự bự cái đã. Tại mình không áp sát được á, nên là bây giờ mình chỉ còn cách là bắt mấy cái người bạn rồng này cho xuống cái hố này. Rồi, áp dụng cách này thì mình sẽ có thể cho ăn một cách dễ hơn á. Rồi, nghe ăn đi. Ôi không chịu ăn, không chịu ăn táo. Lúa mì thì sao? Cũng không luôn. Ồ, ồ. Cắn rồi. Vì cái loài rồng thanh long này á, mình chỉ có thể làm bạn khi mà đó là rồng con thôi. Làm bạn từ lúc còn là rồng con ấy. Chứ rồng bự như vậy thì mình không thể nào làm bạn được. Mà bây giờ mình không nhân giống được sao có rồng con đấy ta. Đâu để mình thử để đây ghép đôi một thời gian coi coi có chịu sinh đẻ gì không. Mình ngồi đợi hai người bạn này cũng khá là lâu rồi đó mà chưa thấy sinh đẻ gì hết. Hy vọng lần sau mình trở lại thì hai cái người bạn rồng thanh long này sẽ sinh ra lứa con đầu tiên để mình có thể kết giao các thứ đâu. Chứ bây giờ muốn làm bạn là cũng hơi bị khó luôn. Cứ nhảy xuống là cắn mình, rồi đã vậy còn không chịu ăn thức ăn mình đưa nữa. Rồng đâu mà khó tính thế không biết nữa. Ồ, mấy con chim du viên nè. À, tới số các ngươi rồi. Bữa nay cho các ngươi hết độc. À chạy à, chạy à. Mình sẽ cho mấy cái con chim này biết thế nào là sức mạnh của độc tố. Ồ, nó dính hơi thở độc của mình rồi kìa. Ê, có một con đã lụm cục kẹo rồi. Hai con này vẫn cố chấp à. Vậy thì ăn thêm hơi thở rồng độc của mình đi. Dính chưa? Rồi rồi, con kia chắc cũng là sắp đuối rồi đó, sắp đi rồi đó. Kìa nó bay mà nó vẫn còn dính hiệu ứng độc trên người cả. À vẫn chưa đi à? Lì vậy? Này thì lì. Ố? Rụng ơi. Này thì lì nè. Này. Ui ui, rồi rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ồ. Nó hết bị mình cho ăn hơi thở độc thì nó bị anh khổng lồ ăn thịt luôn. Đó. Nghiệp quật liền. Nhưng mà bây giờ mình cần phải ăn no các thứ rồi trước khi chiến đấu với anh khổng lồ đó cái đó. Ảnh cao to. Không biết có đen hôi hay không nhưng mà giờ thì mình chuẩn bị bem ảnh nè. Búp tốc độ đánh trước rồi đã. Đây là kỹ năng mà mình khá là thích luôn, vì giúp mình có thể chiến đấu tốt hơn. Rồi sau đó thì kích hoạt luôn kỹ năng thợ săn để có thể chủ động tấn công trước. Rồi giờ thì mình sẽ nhào lại một cách âm thầm lặng lẽ. Mình tàng hình mà. Ui nhưng mà anh này phát hiện ra. Ui cũng như không vậy. Nhưng mà mình sẽ tìm gốc. Tại vì đòn đánh tiếp theo của mình gấp 3 sát thương lận. Vô. Nó. Wow. Đuối rồi chứ gì. Anh khổng lồ đuối rồi đúng không? Bữa nay tôi cho anh đuối luôn. Hây. Chặt cùng anh. Mình sắp làm được rồi. Ê, nhưng mà anh cạp mình cũng đau quá. Chỉ với vài nhát cắn thôi là mình đã hạ được cái anh khổng lồ này rồi. Và mình có thêm một cái con mắt của người khổng lồ. Khá là tốt. Ui, đằng kia còn có con dung đất khổng lồ nữa. Ồ, bữa nay mình đi săn nhiều con vậy. Ok, săn luôn dung đất khổng lồ đi. Rồi, tiếp tục. Tàn hình áp sát. Ui, nó nhồi xuống đất rồi. Ui, nó biết mình đi săn nó, cái nó chuồn rồi. À đây, 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 nó đây, nó đây. Tới số. Người tới số rồi. Con vui chả bá lửa nhưng mà mình chỉ cần một nhát thôi là hạ được. Quá là ghê gớm luôn. À đây còn con vui con nữa. Vui... Ây, ây, ây. What the heck? Oh. Con vui con nó cắn một cái mất 5 trái tim của mình. Sao mà đỡ được? À. Cái con vui mà hồi nãy nó dám cắn mình kìa. Kìa, nó nhảy ở dưới kìa. Ghét chưa? Mình sẽ bắn phi tiêu xuống dưới.
quy ra bắn Hụt à. Không sao, mình sẽ bắn lại. Hụt thì bắn lại, không gì hết. Mà phải xác định vị trí nó cụ thể cái đó. Rồi, người có ngon người nhoi lên đi. Đâu, người đâu xuất hiện đi. Nó đâu rồi? Núp ở đâu rồi á? Đây, đây, nó đây. Hí. Ui, bắn gì mà bắn Hụt. Này thì Hụt. Hè, lần này thì lụm cục kẹo nó rồi. Một nhát một. Này thì Ripper điện nè. Cũng bị mũi phi tiêu của mình xuyên qua. Khó chịu thật. Thấy gì chứ, làm gồng độc cũng khó chịu lắm á nha. Không phải muốn đụng vô là đụng đâu. Rồi, ở đây còn có một cái kim tự tháp. Và ui, cái tên này nhìn nguy hiểm vậy. À, bữa nay dám chống cự à. Ui, what, cái gì á? Oh, cái tên pháp sư này tấn công ghê vậy. Mình sẽ phun độc hết. Này thì dám tấn công mình à. Wow, tên pháp sư này xài skill ghê thiệt. Còn có hồn ma gì nữa kìa. Rồi, chơi đánh mà chạy. Đánh xong mà chạy hả? Chơi gì mà chơi kỳ vậy? Giờ mình mới biết thanh niên đó mạnh tới vậy luôn. Đâu rồi? Ủa, hồi nãy mình đánh thắng không gây ra đồ hả ta? Này thì chơi đánh xong chạy. Chiến thuật gì? À, cái tên pháp sư đó không có rơi ra đồ cho mình. Nhưng mà có một pha hú hồn đó nha. Hắn tung trưởng cực mạnh luôn á. Rồi, trước tiên thì để mình vô đây khám phá cái kim tự tháp trước đã. Một xíu hả, qua bên chỗ của mấy tên cướp dân làng sao. Rồi, dưới này thì cũng không có nhiều đồ xịn cho lắm. Chắc cái quyển sách với một ít cái bụi này là đồ tốt nhất rồi đó. Rồi, bây giờ thì tiến qua bên chỗ của bọn cướp dân làng nào. Wow, trông xịn sò con bò ấy nhờ. Đông phết. Ủa, nhưng mà khoan, hiện giờ mình đang bị stress vì trời tối á. Cái nhược điểm của rồng rừng xanh đó chính là mình sẽ khá là yếu khi mà khám phá vào trời tối. Cách giải quyết thì đơn giản thôi, là mình chỉ cần đặt cái miếng ngủ xuống và ngủ thôi. Trời sáng thì mình sẽ không còn bị stress nữa. Và cái hiệu ứng stress trên người mình cũng đã hết rồi cơ. Giờ mình đã trở lại với sức mạnh ban đầu. Cũng như là tiến vào chỗ này. Nhưng mà hơi đông á nha. Chu cha mà hơi đông thế. Không sao, mình có thể làm được. Ui, ở trước nó còn đông dữ kìa. Ê, trời trời trời. Cái bác thợ săn mà bình thường nhút nhát một mình cân cả đám cướp dân làng. Oh no. Trời ơi, cái bác đó đã chiến đấu quả cảm rồi. Thôi được, mình sẽ trả thù cho cái bác thợ săn nhút nhát đó. Đợi mình tăng tốc độ đánh trước rồi đó. Rồi rồi, màn trả thù của mình đấy. Bắt đầu. Vô. Này thì cầm trời nhá. Này thì cầm trời. Còn tên nào nữa? Nhào vô đây, cầm hết luôn. Mình đã có sức mạnh tình bạn rồi. Này thì dám sát hại một cái bác thợ săn hả? Vô. Ui, bọn chúng phát nổ. Ê ê, có tên chọi bơm. Ui, nguy hiểm quá. Còn có tên phân thân nữa. Ui, mình phải đột nhập vô trong để đập những cái spawner trước. Đây nè, đập ra. Còn cái nào không? Đây, rất nhiều spawner luôn nha. Tiếp theo là thủ tiêu bọn chúng bằng hơi thở rồng độc của mình. Ấy, có cái tên nào chọi cái trái mìn ấy. Quá trời thốn luôn. À, mặc dù sở hữu hơi thở rồng độc á, nhưng mà mình vẫn bị trúng độc nha. Ảo thật đấy. Oh no. Này thì dám chọi thuốc độc mình hả? Đón nhận cơn thịnh nộ của mình đi. Ý, nó chọi mìn kìa. Quá trời quá đất đông rồi. Mình phải sử dụng hơi thở nhiều lên mới được. Ý, có tên nào chọi bơm vậy? Bây giờ chuyển sang không chiến rồi. Bọn chúng cưỡi vẹt để bay lên và tìm chiến đấu với mình. Wow, trận chiến này ngày càng căng hơn rồi. Này thì xúc hết luôn. Ê ê, bọn chúng đông lắm luôn ấy. Ê,
Hồi nãy mình đánh cái con kia nó rơi ra cái tù và hay gì cả. Ê, cái sừng. Lụm cái sừng đó liền. Rồi chắc mình sẽ tấn công từ bên này qua đi. Bên này thì mình thấy đông quá nè. Dùng hơi thở rồng độc. Kết liễu bọn chúng. Spawner vẫn còn ấy nên là chắc mình phải nhảy xuống và đập liền mới được. Ê, cái tên này bắn nè. Hình như cái tên này là cái tên bắn bơm nãy giờ nè. Nguy hiểm thiệt chứ. Đây nữa. Quá trời quá đất độc rồi. Cái đống cái làng ở dưới luôn. Ủa, ở đây còn tên pháp sư à. Này thì tên pháp sư nè. Mình sẽ hạ hắn. Để một xíu mình lấy cái vật tổ trường sinh. Kìa. Nhào lên lụm liền á. Không có bỏ được. Rồi. Những chỗ nào còn spawner nữa ta. Đây. Chỗ này. Giải quyết nhanh gọn lẹ. Ủa sao mình kích hoạt cuộc xâm lược rồi. Ủa cái gì nữa. Cả đống cả làng trong này mình đánh chưa xong rồi bây giờ còn thêm cuộc xâm lược nữa. Hình như bọn chúng bắt nhốt một vài cái bác dân làng hay sao á. Nên cái hiệu ứng cuộc xâm lược này mới kích hoạt được. Các ngươi dám bắt nhốt dân làng hả? Ta cho các ngươi hít độc. Đón nhận hơi thở rồng của ta đi. Kịch độc nè. Nó giỡn mặt hả? Chỗ này đã ngập tràn trong biển độc rồi. Phù thủy định uống thuốc giải độc hả vậy? Ai cho phù thủy giải độc? Sử phù thủy luôn. Ui, phù thủy phản đòn. Phù thủy cũng chọn thuốc độc mình nữa. Khó chịu thiệt. Phải chi mình là rồng lửa thì à, chỗ này nó không còn nguyên vẹn với mình rồi. Mình chỉ cần đi vài cái hơi thở lửa thôi. Nhưng mà không sao. Sức mạnh mới thì mình phải dùng cách chiến đấu mới thôi. Đó là thường xuyên đánh giáp lá cà không. Ui trong này vẫn còn spawner nè. Lúc đầu mình cứ tưởng rồng rừng là sẽ miễn nhiễm với độc cơ. Nhưng mà mình chỉ miễn nhiễm được với những cái xương rồng cũng như là mấy cái bụi gai thôi. Mình cần thêm tốc độ đánh để tiếp tục cái trận chiến này. Tăng tốc độ đánh trước. Rồi, let's go. Trở lại bên trong nè. Ui, đông vậy. Cái này, bọn này hình như trong cái cuộc xâm lược hay sao á. Mình sẽ cho bọn chúng hít độc trước. Quá trời quá đất đông à. Hình như bọn này sinh sản ra liên tục á. Hồi nãy giờ mình chiến đấu đúng nhiều luôn mà số lượng không hề giảm bớt tí nào. Thôi thì mình chuyển sang chế độ lút đồ đi. Đánh nhau với bọn chúng cũng không giải quyết được nhiều vấn đề đâu. Thay vào đó mình lút sạch đồ bọn chúng rồi chuồn là cách mình nghĩ là tốt nhất rồi đó. Ồ, bọn chúng còn rơi ra cái eye up lem gì nữa nè. Có thể làm được cả gậy à. À, hàng tốt. Lượm về. Còn ở phía bên này. À, có spawner ở đây nè. Đập. Bên này thì chỉ có chỗ chứa mũi tên thôi. Bọn chúng lâu lâu có thể tạo ra những cái chỗ độc giống như vậy nè. Rất là khó chịu luôn á. Giờ mình chỉ còn nước là cảm tử vô đây. Chấp nhận dính độc rồi lấy đồ thôi. Ui. Cái độc gì mà. What. Cái độc này độc lạ rồi. Độc lạ thế giới rộng rồi. Cái gì. Độc mà có thể làm mất luôn hiệu ứng của vật tổ trường sinh kìa. Tí nữa mất mạng rồi. Quay độc của bọn chúng hơi bị mạnh luôn. Ui, con này tàng hình. À, người cũng biết tàng hình hả. Giờ thì chắc mình lù lù vô mình loot đồ được rồi đó. Vẫn bị dính độc nè. Ở đây nó có cái hệ thống bắn độc tự động hay sao á. Cứ lâu lâu là xuất hiện độc á. Một stack tao, what the heck. Thiệt á. Một stack táo vàng. Trời ơi, cái này cạp táo vàng gãy găng luôn nè. Trời, bọn này giàu vậy ta. Rương bên đây. Chủ yếu mấy cái rương ở rìa thì nó toàn là ngọc lục bảo thôi á. Bên trong thì mới có rương xịn cơ. Ui da, ấy, cái tên nào đánh bom vậy. Trời ơi, góc hẹp mà nó chọ bom đùn đùn luôn. Ghê thiệt chứ. Mình sẽ thử đi xuống dưới này coi. Coi coi bọn chúng bắt nhốt dân làng ở đâu ấy. Phải có chỗ nhốt dân làng chứ nhờ. Ở trong đây không. Ui. Ê, không được. Ao. Ui. Bữa nay giống như là mình lạc vô cái xứ sở của cướp dân làng vậy á.
xung quanh mình toàn là cướp dân làng không hả? Không hiểu luôn. Sợ thiệt. Ủa dạ, mã lực của bọn chúng thì không hề yếu đâu. Mình phải tranh thủ mình gom đồ xong mình chuồn nè. Lại một lần nữa mình đi ngang chỗ của rồng thanh long á, nên là lần này mình quyết định mình sẽ bớ hai cái người bạn này về luôn. Để coi coi. Ui ui ui, trời trời trời, golem của mình. Ây, ổn không vậy? Mình có nhiều ngọc lục bảo lắm nên là yên tâm, tôi sẽ chữa thương cho anh. Đây, tạm thời thả rồng luôn á, để tạo môi trường tự nhiên nhất để có thể sinh đẻ luôn. Mong là sẽ sớm có lứa rồng thanh long đầu tiên ha. Thôi bây giờ chắc mình đi ngủ thôi. Trời ơi, ngày đầu làm rồng rừng xanh của mình quá là bất ổn luôn. Nhưng mà mình thấy cũng khá là thú vị vì bây giờ mình đã có một cái nguồn sức mạnh mới và cái năng lực mới, giống như là một thợ săn thực thụ luôn nè. Đó, khi mình kích hoạt cái kỹ năng này lên thì mình hoàn toàn có thể ẩn mình rồi sau đó tấn công một cách bất ngờ và gây được một lượng lớn sát thương luôn. Ngoài ra thì hơi thở của mình cũng đã thay đổi từ hơi thở rồng lửa chuyển sang hơi thở rồng độc ha. Rất là lợi hại nha. Mặc dù nó không thể phá hủy được công trình nhưng mà sát thương theo thời gian của nó thì khá là cao. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trở thành rồng rừng xanh của mình. Sắp tới mình sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn để có thể thuần phục được những cái kỹ năng mới này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye!